Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Phong thủy Gia Cát. Được sự cho phép của thầy Gia Cát thì ngày hôm nay Diễm Quỳnh sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận trình của tử vi tuổi Ất Dậu trong tháng 12 âm lịch. Chắc chắn đối với quý vị tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 12 sẽ như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì xin chúc mừng quý vị, tháng 12 âm lịch sẽ là một tháng cực kỳ may mắn đối với quý vị. Sau bao năm khổ cực thì chắc chắn đây sẽ là lúc mà gia chủ tuổi Ất Dậu phất lên như là diều gặp gió. Phần gia đạo của tuổi này thì lại cực kỳ nhiều điều tốt lành, gia đạo yên ấm, an yên, bình an. Đặc biệt là trong tháng 12 âm lịch thì được yên tâm về gia đạo, đường công danh sự nghiệp được sáng tỏ, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Cho dù gặp cảnh đổ vỡ giữa chừng vì hoàn cảnh tác động, nhưng mà từ nay trở đi thì có thể phát triển không ngừng. Sự nghiệp tháng 12 sẽ thâu được kết quả, tiền bạc làm ra nhiều nhưng lại hao hụt ít đi vì có những sự cố bất ngờ. Vậy thì nhìn chung sự nghiệp và tiền bạc có thể tạo dựng được dễ dàng và nhanh chóng. Trong tháng 12 thì quý nhân phù trợ nên các vấn đề trong cuộc sống của tuổi này phát triển rất tốt. Vậy nên cần phải nắm bắt thời cơ, đừng để tụt mất cơ hội. Và ngay bây giờ thì quý vị hãy cùng theo dõi ở nội dung chi tiết. Tuy nhiên trước khi quý vị vào xem nội dung chi tiết thì đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận thông báo ủng hộ cho chương trình quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước, dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ và hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đam mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên, người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh. Đây cũng là điểm yếu lấy đi rất nhiều cơ hội của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật, nhưng họ thường đi phê phán đánh giá người khác thẳng tính, nên hay làm mất lòng người khác, bị gièm pha và nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc. Vì vậy họ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Họ thích khen ngợi người khác và cũng muốn được người khác khen ngợi. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người cho nên nhiều phen lận đận. Trong tháng Tân Sửu năm Tân Sửu, gia chủ Ất Dậu nằm trong cục diện bán tam hợp nên nhìn chung mọi phương diện đều ổn định. Phong thủy lộc tài nhắc gia chủ đến độ tuổi này nên buông bỏ công việc tài lộc để chú ý nhiều đến bản thân và gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này, Ất Dậu sinh năm 1945 không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Với những ai vui thú điển viên, vừa tăng gia sản xuất, chăn nuôi trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình thì lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai, cho nên duy trì đều đặn thì tốt hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận không có gì đáng lo ngại, các khoản lương hưu phúc lợi duy trì ở mức ổn định. Gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc trong nhà khi con cái trưởng thành đã có khả năng cáng đáng vấn đề này. Thậm chí, các khoản tích cóp từ trước bạn cũng có thể giúp đỡ được những người trong gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu, sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý khi đi lại. Tử vi cho thấy có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này. Nhẹ thì xây sức chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu.
Ở độ tuổi này của gia chủ thì chỉ cần một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục, cho nên với bất cứ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài, danh vọng, tài lộc, Ất Dậu đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn nữa. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ, nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp cho vạn vật hanh thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ tuổi Ất Dậu, sinh năm 1945. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay cho gia chủ, đặc biệt là Ất Dậu sinh năm 1945. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 giữ được quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh. Với hàng xóm, láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, nên khi có rắc rối gì xảy ra, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh chính là người bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Vì có nhân duyên tốt, một số người đang sống một mình có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác giới. Bản mệnh có thể cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu về nhau, thăm hỏi lẫn nhau, giúp cho tinh thần thoải mái và tươi trẻ hơn. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.